thời tiết đối với du khách trong nước và quốc tế. Và đến với tuần qua, giúp trung tâm thành phố dừng lực khí thế của những người dân đã đến đây trong những ngày này. Và chúng tôi của chúng ta kéo dài đến 2 tháng, cũng đã thể hiện rằng tình cảm của tất cả mọi người đã hướng tới tuần qua mảnh đất lịch sử của những người Việt Nam chúng ta. Và bây giờ không khí tình cảm đông hơn, ngày càng mạnh hơn. Và một lát nữa thôi, vào đúng 20 giờ 25 phút, thì đề nghị những người chúng ta sẽ vui lòng ấp nhạc ở các ngôi của chúng ta để chúng ta hòa chúc với khí thế của cả nước chào đón 79 năm quốc hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và ở lệnh từ tất cả mọi người dân dưới kia, nếu 8 giờ 25 phút thấy mô hình bên cạnh mình mà chưa tắt ra thì rất mong quý vị hãy tắt nhỏ một tiếng với mô hình đó tất cả để đúng 8:30 chúng ta đi lên chào cờ quốc ca. Xin trân trọng cảm ơn đội Văn Đường ơi, đội Quốc Cường vào vị trí đi ạ. Anh Toàn ơi, nhà của Văn Đường Bình Thuận đang muốn ra được không? Mọi người đã ai gửi nhạc đâu? Bảo Loan gửi nhạc trực tiếp điện thoại. Thank you.
đông người.